Chào tất cả các quý vị nha. Ở video này tôi chia sẻ tới các quý vị về cách đánh giá mét vuông cũng như là cái việc quy đổi từ mét vuông ra mét dài đối với cái loại chấp nhôm 132S để các vị có thể là tự tính được giá của công trình nhà mình cũng như là trong quá trình chia khoảng cách thì các vị có thể là điều chỉnh để cho một mức giá nó phù hợp với cái cách chia của chúng ta. Thì đây là cái hình ảnh về chấp nhôm 13S thì tôi các vị để xem ấy, thì các vị có thể click vào đường link website tôi để phần mô tả bên dưới mô tả của cái video này là aluluon.com.vn này. Thì website là cung cấp các sản phẩm cửa cuốn cũng như là nam châm chấn nắng chấp nhôm. Thì khi các vị vào xem thì các vị click vào phần chấp nhôm 13S này này. Thì đây là những cái hình ảnh về nam châm chấn nắng chấp nhôm 132S đấy. Thì trong bài viết có mô tả là 1 m² bằng 5 m dài, tức là 1 m² thì chẳng như cái kích thước là chiều cao là 1 m thì là chúng ta chia làm 5 lá là mỗi lá cách nhau 20 phân đấy, thì 5 m dài thì đơn giá của nó là 800.000 một mét đấy, 800.000 một mét chúng ta lấy hay là lấy 1 triệu mét chẳng 1 triệu một mét vuông mà chia cho 5 mét dài, tức là mỗi mét dài giá thi công là 200.000 một mét dài. Đấy, thì các vị mà chia thưa hơn ấy, thì các vị ít hết ít nhôm hơn, mà các vị chia dày hơn thì hết nhiều nhôm hơn, nhưng mà chia theo tiêu chuẩn là 1 m² bằng 5 mét dài. Đấy, thì đây tôi lấy đơn vị ví dụ 1 triệu đồng một mét vuông thì tương đương với cả 200.000 một mét dài. Thì ở cái bảng báo giá này chẳng hạn như là đây là chia ra chẳng như là cái kích thước 4.500 là có 10 cây chẳng đấy, 10 cây cái này cũng có 10 cây này, 10 cây này, 10 cây này đấy. Thì đây là nó ra là 45 mét dài, 45 mét dài mà chia cho 50 thì nó ra tức là chia cho 5 thì đây là tương đương 9 mét vuông đúng không? Đấy, 9 mét vuông. Còn đây là 34,5 chia cho 5 thì cho 35. Bốn, tức là chúng ta lấy cái tổng ở này chia bao nhiêu thì chúng ta biết được là bao nhiêu mét vuông. Tôi lấy cộng là bằng bao nhiêu thì được bằng sum của tất cả này cộng lại từ mét dài mà chia cho 5 thì nó bằng 23,3 mét vuông. Còn đơn giá mét dài là 200.000 một mét dài đấy, 200.000 một mét dài. Vì một mét vuông giá 1 triệu thì một mét dài bằng 5 mét vuông, à một mét vuông giá 1 triệu thì một mét vuông bằng 5 mét dài thì suy ra mét một mét dài giá 200.000 đấy, thì tổng là 23.600.000. Thì bây giờ các vị nhìn tôi nhân với đơn giá cái này là 1 triệu. Thì là nó cũng bỏ cái vận chuyển này đi đấy, bởi vì nhân lên thì nó bằng 23.300 đấy, 23.300 mà các vị nhân với cả ví dụ 23,3 mét nhân với cả 1 triệu thì nó cũng ra 23.300, tức là cái cách quy đổi từ mét vuông sang mét dài là như vậy. Ở cái video này tôi chia sẻ nội dung là như vậy, các vị có hỏi thêm gì thì có thể để lại bình luận bên dưới nha. Trong trường hợp và các vị đặt hàng thì có thể liên hệ theo số điện thoại tôi để bên phần để mô tả bên dưới của video này, số điện thoại 0982 802 286. Cần xem đến các sản phẩm khác thì các vị có thể click vào đường link website aluluon.com.vn tôi cũng để bên dưới phần mô tả của video này. Cảm ơn các vị đã xem và hẹn gặp lại các quý vị ở video mới ạ.